Xin chào các bạn. Mình là Hồ đây. Mình lại tiếp tục giới thiệu cho các bạn một cái dòng sản phẩm đến từ thương hiệu Hàn Quốc Hyundai nha các bạn. Một chiếc xe cũng gọi là đang hot trong cái thị trường hiện nay nha các bạn. Một chiếc xe vào thành phố với tải trọng đó là 1.9 hoặc 2.2 tùy theo mình muốn đăng ký và chạy mọi những con đường cấm với 2 tấn ở Đồng Nai nha các bạn. Một chiếc xe mà lúc trước thì nó ra một cái xe của Hùng rất là ngắn 3,5 m, nhưng mà do nhu cầu của khách hàng nhiều á thì Hyundai Thành Công đã ra và là lắp ráp một cái dòng xe nâng cấp lên là N250SL thùng dài 4,3 m nha các bạn, để mình có thể đáp ứng nhu cầu của khách hàng cần những cái thùng dài và tải nhẹ về thành phố và những con đường cấm dưới 2 tấn. Thì đây là một chiếc xe đáp ứng hoàn toàn nhu cầu đó nha các bạn, một chiếc xe rất là đẹp là 250 mình giới thiệu cho các bạn. Mà mình đây mình có hai cái loại nha, một cái loại thùng kính đã ra biển số cho khách hàng nha các bạn, và một cái loại là taxi. Thì để mình so sánh nó nha, để mình xem cái thùng và cái khung xương taxi nó như thế nào nha các bạn. Giờ đầu tiên mình sẽ giới thiệu trước cho các bạn, đó chính là cái mặt cabin của chiếc xe. Phía trước của nó là logo Hyundai nè các bạn. Đấy, logo Hyundai mạ grill rất là sáng bóng nè. Lưới tải nhiệt cũng khá là rộng nè. Cản của nó thì bằng nhựa rất là cao cấp và chắc chắn nè các bạn. Mặt kính nó cũng rất là rộng, dễ quan sát nè các bạn. Đèn sương mù cũng rất là lớn nè. Lớn hơn so với những cái xe mà nhỏ tải nhỏ mình cảm nhận nha các bạn. Cụm đèn pha nè, halogen nó là siêu sáng nè các bạn, rất là rộng nè. Đấy, mình có thể tăng năng chiếu sáng rất là đẹp. Với lại logo này các bạn, đây. New Meti N250SL nha các bạn. Với cái dòng mà không có chữ SL này thì nó chỉ là 30 hùng dài 3,5 m thôi. Có thêm chữ SL này hùng dài 4,3 m nha các bạn. À, lớp sơn chỉnh điện rất là sáng bóng, màu xanh rất là đẹp nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ tìm hiểu về phần nội thất phía trong của chiếc xe đi. Để mình xem coi chiếc xe nó có gì hấp dẫn về phần nội thất nha các bạn. Chiếc xe này là đầu cabin, cầu máy áp số, khung sườn taxi, tất cả đều nhập khẩu từ Hàn Quốc nha các bạn. Đấy. Tiếng đóng cửa khá liệm nha các bạn. Xe thì trang bị rất là đầy đủ về các tính năng nha. Gương chỉnh điện nè. Kính chỉnh điện này các bạn. Các cửa trung tâm rất là đầy đủ. Máy lạnh theo xe, máy lạnh của hãng. Và đây, mình có thể coi cái phần bố trí và cái táp lô của nó khá là đẹp nè các bạn. Táp lô bố trí mấy cái hốc và cái chức năng radio máy lạnh của nó khá là đẹp rồi các bạn. Đó. Hộp số và số sàn 6 cấp nữa các bạn. 6 số tiến và 1 số lùi nè. Hộp số này là rất là tiết kiệm nhiên liệu nha các bạn. Và nó cũng rất là mạnh nha các bạn. Xe có 3 chỗ ngồi. Ghế thì bọc da rất là sang trọng nha các bạn. Rất là đẹp. Đấy, phần nội thất khá là rộng và cái phần nội thất đó mình cảm thấy rất là sang trọng siêu lịch nha các bạn. Tấm che nắng nè, đèn chiếu sáng trong cabin này khá là đầy đủ nha các bạn. Vô lăng hai chấu, có trợ lực rất là ok. Đồng hồ mình cảm thấy hiển thị rất là đầy đủ rồi các bạn. Nhựa tất cả cái phần nội thất bên trong đây thiết kế bằng nhựa, nhưng mà mình nhựa này là nhựa cao cấp nha các bạn, rất là chắc chắn, rất là bền nha các bạn. Mình thấy gõ thoải mái mà không sợ phải hư hỏng nha các bạn. Đấy, nhựa rất là tốt, rất là đẹp. Rồi, bây giờ thì phần nội thất nó khá là đầy đủ và khá là đẹp nha các bạn, rất là rộng rãi. Trước tiên mình sẽ đề máy cho các bạn nghe thử trước đi. Và tiếng máy nó im nha. À, tiếng máy khá là im và nó sử dụng ga điện, để mình nhồi ga coi nó cái độ trễ của nó như thế nào các bạn. Đấy, tiếng máy khá là mạnh, độ trễ của nó hình như là mình cảm giác không có luôn á. Ga điện các bạn cứ hoàn toàn yên tâm về phần ga điện hoặc là ga cơ. Ga điện bây giờ cái độ mà trễ của ga hay là mạnh gì đó ngang với ga cơ luôn nha các bạn, rất là tốt. Đấy, giờ mình sẽ tìm hiểu phần thùng xe với phần động cơ với phần khung xương taxi của nó đi. Đây, khung taxi của nó là nhập khẩu nha các bạn, nhập khẩu từ Hàn Quốc nha, rất là chắc chắn nè các bạn. Đấy, đây là cái cầu hộp số của nó nè, hộp số nhập khẩu từ Hàn Quốc nè, rất là chắc chắn nè. Máy động cơ cũng Hyundai luôn các bạn, Hyundai nè, logo Hyundai nè các bạn. Đấy, đây là cái bơm dầu của nó, bô xe của nó, bình ắc quy, nó sử dụng một bình nha các bạn. Đây là bình dầu với dung tích của nó là 100 lít dầu nha các bạn.
Đấy. Khung xương các bạn thấy không? Rất là cứng cáp. Coi cái ben, coi cầu của nó nè. Cầu cũng nhập khẩu từ Hàn Quốc nha các bạn. Đấy. Nhìn cái khung sexy của nó là mình thấy rất là ok, rất là cứng cáp, rất là mạnh mẽ nha các bạn. Này, nhíp nè. Sao dùng nhíp với phuộc rất là siêu cứng, siêu bền nè các bạn. Đấy. Đó, mình cũng giới thiệu cho bạn cái khung sexy của nó. Các bạn thấy không? Cái khung sexy của nó khá là dài so với cái thùng, ngang với cái thùng luôn nè. Đó, các bạn có thể nhìn một cách tổng quan nè. Các bạn thấy khung xương sexy với cái thùng xe không? Hai cái xe mình đang đậu rất là ngang với nhau nè. Các bạn thấy không? Khá là đó, thùng khá là dài luôn, sexy nó khá là dài. Và cái thùng nó cũng khá là dài, 4m3 rồi nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ qua đây để mình tìm hiểu cái thùng xe nha các bạn. Cái xe này mình đã đăng ký xong cho khách hàng rồi. Ra biển số cà vẹt luôn rồi. Xe này thì thùng kính inox lớp ngoài là 430 nhập sóng. Đấy. Rất là cứng cáp nha các bạn. Phía trong là ở giữa có khung xương mốt xốp rất là dày. Phía trong là lớp toilet kẽm. Để mình mở cái phía trong thùng cho các bạn xem nha. Đây là cái xe mà đăng ký về biển số tỉnh Bình Dương nha các bạn. 61C của khách hàng Bình Dương. Công ty mình thì cũng nằm ở Bình Dương luôn. Nên khách hàng đã tin chọn và thích chiếc xe này và đã chọn bên mình để mua chiếc xe nha các bạn. Đây, cái khóa cửa nó bằng inox luôn nha các bạn. Đây, khóa cửa bằng inox hết. Cản như mà sắt thôi. Đây là khóa đúc nè. Đây mình mở ra cho các bạn coi phía trong thùng nha. Có ron chống nước nha các bạn. Đấy. Phía trong thùng thì đây là lớp toilet kẽm thôi. Vậy 0.6 ly. Lớp toilet kẽm. Sàn thì bên khách hàng đóng là sàn inox nha các bạn. Trong là lớp toilet kẽm thôi các bạn. Nhưng mà cũng rất là chắc chắn. Có một chiếc đèn chiếu sáng trong thùng. Rất là đẹp. Có một xe này có hai cửa bên hông, hai cửa phía sau rồi một cửa bên hông nha các bạn. Cái khung bảo vệ hậu các bạn thấy không? Bằng inox rất là chắc chắn luôn nè. Thùng khá là rộng. Nhìn so với phiên bản mà thùng ngắn thì mình cảm thấy nó khá là rộng và khá là dài. Mình có thể chở rất là nhiều hàng hóa, rất là ok nha các bạn. Xe này mà chở đồ nhẹ mà vô thành phố khá tuyệt vời. Mở cái pin cũng khá là dễ dàng nha các bạn. Về phần động cơ của cái xe mình cảm thấy nó cũng không có thay đổi gì các bạn ơi. Cái động cơ nó cũng khá giống với cái xe N50 cũ và 2018 với 2019 nó cũng giống như chang nhau. Sử dụng động cơ là Hyundai 4 kỳ 4 xi lanh thẳng hàng có tụ bu tăng áp và động cơ của nó dung tích là 2.499 lít như các bạn, là 2.5. Khá là mạnh, đại công suất mã lực của nó tối đa là 130 mã lực nha các bạn, khá là mạnh và rất là tiết kiệm nguyên liệu, dùng ga điện và có hệ thống chỉnh điện của ga điện rất là bền nha các bạn. Xe Hyundai khả năng tiết kiệm nguyên liệu rất là tốt, khoảng 100 cây thì nó tiêu hao khoảng 7-8 lít dầu thôi, khá là ok nha các bạn. Xe có máy lạnh theo xe, đó là cái lốc máy lạnh của theo xe các bạn, mà thấy không? Đây là cái lốc máy lạnh theo xe nè các bạn. Máy lạnh của hãng Lắp. Khung phía trước thì dùng phuộc như nhíp. Cũng rất là cứng cáp và bền nha các bạn. Xe hàng máy móc. Đây là cái khung sexy mà mình cảm giống như là mình đang lột trần nó ra nha các bạn. Lột trần chiếc xe ra để các bạn thấy về cái khung sexy máy móc đó nè. Giống như là mình đang lột đồ nó ra vậy. Thì cái kia là có cái thùng kính thì mình phủ lên một cái lớp áo như là thùng kính đó các bạn. Giống như cái xe đó mình, các bạn thấy không? Rất là tuyệt vời. Đó, mình cũng đã thưởng thức về cái phần máy, sexy, thùng xe, nội thất phía trong và đầu cabin của nó nha các bạn. Đó là phần giới thiệu của mình về chiếc xe N250 SL. Một chiếc xe thùng rất là dài và rất là đẹp để chạy trong thành phố và cái đường cấm hai tấn như các bạn. Thay thế cái phiên bản mà N250 mà thùng ngắn. Giá cả thì nó cũng không có chênh lệch gì nhiều so với cái thùng ngắn như các bạn. Nó khoảng tầm hơn khoảng 5-60 triệu thôi. Nếu các bạn mà cảm thấy thích chiếc xe này thì cứ liên hệ với mình. Bên mình sẽ hỗ trợ vay cao cho các bạn. Các bạn chỉ cần bỏ ra một số vốn từ 100-150 là có thể nhận ngay chiếc xe này về để chạy hàng hóa rất là tiện dụng nha các bạn, rất là tốt. Thì xe cái thùng rất là dài, mình rất là thích cái thùng đó. Đấy. Đó là phần giới thiệu tổng quan của mình về chiếc xe. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.